7 tháng 1 năm 2022, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đức An. Tham dự có đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện phụ trách địa bàn và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Đức An. Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Lê Giang, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện ứng cử tại địa bàn, thông báo một số nội dung kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 4 nhiệm kỳ 2016-2021 và trả lời một số ý kiến của cử tri ở kỳ họp trước. Tại buổi tiếp xúc đã có 12 ý kiến kiến nghị của cử tri về một số nội dung như tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp, công tác cấp trả thẻ căn cước công dân chưa hợp lý, việc đính chính hồ sơ trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn bất cập. Ông Nguyễn Văn Phò, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, trả lời một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền của huyện, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã được các cơ quan chuyên môn tổng hợp chuyển lên cấp trên xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản.